Ok, anh Thi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày thứ ba, một số bản tin anh Thi sẽ gửi cho quý vị. Bản tin đầu tiên hết nó liên quan tới cái vấn đề mà cũng cái vụ mà COVID-19 request phải test những cái COVID-19 trước khi lên máy bay và đến Mỹ. Đó là cái một cái tựa đề ngày hôm nay theo cái hãng thông tấn Reuters họ đưa ra là viết nguyên văn của tiếng Mỹ là US could require negative COVID-19 test for passenger from Britain. Tức có nghĩa là theo cái bản tin mà từ Washington, Chicago, theo hãng thông tấn Reuters họ nói rằng chính phủ đang tính tới cái chuyện phải có cái kết quả mà âm tính, tức là không bị bệnh COVID, và là cho một cái test trước 72 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay để vào trong nước Mỹ. Mà theo cái hiệp hội hàng không của Mỹ và nhà chức trách của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra ngày hôm qua, thì cho tới giờ này đó thì tòa Bạch Ốc thì vẫn đang vẫn còn do dự, chưa có đưa ra một cái quyết định cuối cùng là nên có đưa cái lệnh này ra hay không. Thì theo cái khuyến cáo của CDC đó, cơ quan phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ đó, thì cho biết rằng một cái giống mà virus COVID-19 nó biến đổi cái gen và nó phát xuất từ Anh, cho nên nó bùng lên ở bên Anh rất là dữ dội. Ông tiến sĩ Anthony Fauci đó, ông có khuyến cáo rằng có thể là cái con virus này nó đã vào trong nước Mỹ rồi, nhưng mà cũng khuyên dân chúng là đừng có thái quá, đừng có lo lắng quá. Dù gì đi nữa nó cũng là một cái biến thể, nhưng mà cũng là của COVID-19, cho nên là Hoa Kỳ sẽ có nhiều cái biện pháp để mà phòng ngừa cái vấn đề này. Thì quý vị cũng biết rằng cái cơn bệnh mà dịch mà COVID-19 này bây giờ nó đang bùng lên ở nước Anh, cho nên cả hàng chục những cái quốc gia mà chung quanh nước Anh đó thì họ đóng cái cửa biên giới. Quý vị biết là cái khối mà Liên hiệp châu Âu đó thì cái biên giới gần như là nó không có biên giới, nước này có thể đi qua được nước kia, qua lại rất là bình thường, bởi vì nó là một cái khối mà chung của châu Âu. Nhưng mà bây giờ khoảng hơn một chục nước rồi đã phải đóng cửa cái biên giới của những quốc gia của mình, bởi vì đi qua đi lại sẽ mang những căn bệnh từ Anh về. Mà theo những nhà khoa học đó, thì họ nói rằng đây là một cái loại virus mới, nó dễ lây truyền hơn và nó có những cái triệu chứng mới mà nó bùng phát lên ở tại Anh, cho nên nó là những người đi qua Anh rồi về lại những cái quốc gia chung quanh đó thì sẽ mang cái con virus mà biến đổi gen này về, và rồi căn bệnh nó sẽ bùng lên ở những quốc gia đó. Ở Pháp thì họ đã đóng cái cửa đường hầm ở biển Măng đó để mà đi qua Anh, thì rồi cũng yêu cầu dân chúng là phải đi test cái COVID-19, nhất là những người đã từ Anh đi về. Còn quý vị biết rằng ông tiến sĩ mà Anthony Fauci đó, ông có nói rằng ông khuyến cáo như vậy, tức là đi test 72 tiếng, tức là từ 1 tới 3 ngày trước khi mà đi lên máy bay. Rồi sau đó, sau khi đi xong về lại cái nơi mình ở thì 3 tới 5 ngày sau khi về nhà thì lại đi test cái COVID-19 tiếp. Mà nếu như có bị positive thì cách ly 10 ngày. Và nếu không có bị đi nữa, là negative đi nữa thì vẫn phải cách ly 7 ngày. Rồi sau đó mới hòa nhập vô với xã hội, với công chúng được. Có nghĩa là nhắc lại là 1 tới 3 ngày trước khi đi lên máy bay, 3 tới 5 ngày sau khi đi máy bay về thì phải đi test lại, rồi sau đó cách ly ở nhà 7 ngày nếu mà không có bệnh, mà cách ly 10 ngày nếu như có bệnh, theo cái lời của ông tiến sĩ mà Anthony Fauci, ông nói như vậy. Ba cái hãng hàng không là British Airways, Delta Airlines với lại Virgin Atlantic thì họ nói rằng họ sẽ check passenger bắt đầu vào trong tuần này. Nhưng mà tòa Bạch Ốc thì vẫn còn do dự, là bởi vì một lần nữa đó thì tòa Bạch Ốc thì nói rằng họ không muốn khắt khe quá về cái vấn đề này, bởi vì nếu mà tất cả những người hành khách mà phải đi từ cái phía mà bên Anh đi vô đều phải bắt buộc check như vậy đó, thì cái này nó khắt khe quá, nó gây nhiều cái sự khó khăn cho cái người hành khách. Nhưng mà một mặt khác thì họ cũng họ do dự khi đưa ra một cái quyết định cứng rắn hơn là bắt buộc để làm điều này.
Nhưng mà những cái hãng hàng không thì họ đã nhìn thấy cái hậu quả của cái việc này rồi, mặc dù là tòa bá đốc vẫn do dự, nhưng mà các hãng hàng không thì họ nói họ sẽ check và họ đưa những cái điều của ông tiến sĩ Anthony Fauci ra để mà những cái hãng hàng không này họ sẽ thực hiện cùng với những giới chức chính quyền. Bởi vì nếu như mà một lần nữa, thà làm cái chuyện này trước còn hơn, phòng ngừa còn hơn, còn nếu nó để xảy ra một cái nữa thì những cái hãng hàng không này lại một lần nữa lâm vào cái cảnh mà khó khăn, chết dở sống dở nữa. Cho nên tự họ họ sẽ làm theo cái sự khuyến cáo của CDC, mặc dù là nó có tính cách không bắt buộc, nhưng mà hãng hàng không thì là họ sẽ bắt buộc. Cho nên là cái bản tin được đưa ra thì cũng có nhiều cái góc nhìn khác nhau về vấn đề này. Thì một số thì những cái nhà mà phân tích mà về về những cái nhà mà chuyên viên y tế về bệnh dịch thì họ nói rằng phải phải làm cách gắt gao, nhưng mà bên các bên bên chính phủ của Hoa Kỳ là hình như là về vấn đề ngoại giao cũng giống như là những cái vấn đề khác mà họ còn đang lưỡng lự, nhưng mà bên các hãng máy bay thì họ lại muốn làm đúng theo cái sự khuyến cáo của CDC để cho giảm bớt cái số bệnh này. Thì đó là cái bản tin mà nói về là Mỹ sẽ require negative COVID-19 trước khi cho vào Mỹ. Thì đó là bản tin đầu tiên anh đi gửi đến cho quý vị. Thật ra đó thì ở tại những cái địa phương của anh đi không biết những nơi khác sao, nhưng ở tại Cali cũng có khuyến cáo là đi đâu mà quá 180 mai thì khi quay về cũng phải tự cách ly. Còn từ hôm nọ giờ thì quý vị biết là gần như là đã lockdown cả cái tiểu bang Cali rồi, bao nhiêu quận huyện đều lockdown hết, mà hình như dân chúng cũng tuân theo cái lệnh này một cách gần như là tuyệt đối, bởi vì đã thấy rõ ràng trước những cái bệnh viện là có xe đông lạnh để mà chờ, còn ở ở những cái túi đựng xác thì để sẵn ở đó, cho nên dân chúng cũng thấy cái điều này cũng còn phải nói là quá là sợ luôn. Hiện tại thì bây giờ đã gần như là 360.000 người mà đã chết trên trên nước Mỹ này từ cái hồi mà bệnh dịch nó bắt đầu, mà đã hơn 8.000 cái 8 triệu cái rưỡi ca mà nó lây bệnh như thế này, thì đây là một con số quá lớn, và đặc biệt là nó bùng lên vào cái lúc mà cuối năm như thế này nữa. Cho nên một cái bản tin khác nữa đó là nói lẫn nghĩa bóng lẫn cái nghĩa chính đó, thì nói rằng cái mùa Noel năm nay đó thì cái tiếng còi xe cấp cứu nó thay cho cái tiếng chuông Giáng sinh tại nhà thờ. Ông Anthony Fauci thì ông nói rằng chúng ta cố gắng vượt qua cái mùa thu đông này bởi nó không hề dễ dàng. Còn người dân đó thì hoang mang khi nhận tin tức từ chính phủ, mệt mỏi rồi bị tổn thương sau nhiều cái tháng chết chóc phong tỏa rồi phải chật vật đối phó với cái đồng hồ sinh học bị rối loạn, và rất nhiều người bị sống cô lập, đặc biệt là con cái không về thăm cha mẹ được, chỉ chờ có cái mùa Giáng sinh, mà chờ có Thanksgiving, chờ có New Year gia đình tụ họp, thì bây giờ con cái không lại về lại được hàng năm, cháu chắc không về tới thăm được, bạn bè cũng không đến thăm nhau được, không tổ chức những buổi ăn uống được, không có cùng nhau để hưởng một buổi lễ, rồi cảnh những người lớn tuổi, rồi những người cha mẹ đợi con cái về, con cái đi học ở các trường học, đại học, hay đi xa, đi làm ăn xa, bây giờ đâu ở đó không ai dám đem về. Thậm chí là có nhiều người đã trả lời thẳng, bây giờ tôi chỉ sợ mang COVID về cho cha mẹ tôi 70-80 tuổi. Nếu mà tôi mang về cho anh chị em của tôi hay là cô chú bác của tôi thì hóa ra tôi là một tội nhân. Cho nên từ đó nó có một cái chuyện mà nó vẫn vấn đề tâm lý, nó phải nói rằng như với lại cái đồng hồ sinh học nữa, mà khi con người ta mà đã quen đi làm, đi ra ngoài, quen những cái hoạt động xã hội bình thường, quen với tập thể dục, bây giờ gym thì đóng cửa, hàng xóm không nói chuyện với nhau được, không ra được, không barbecue được, đi làm thì phải bịt mặt bịt mũi, vô hãng làm thì phải ngồi cách xa nhau, nói chuyện một tí cũng không được, rồi bạn bè cũng bây giờ cũng nói chuyện qua điện thoại thôi chứ cũng không thể nào gặp mặt được. Còn những người mà phải làm việc ở ở trong công sở thì bây giờ làm việc ở nhà, rồi vợ cũng làm việc ở nhà, rồi con cái cũng quay lại tụ tập ở nhà,
mới đầu thì còn đó là một cái vacation ok, nhưng mà càng ngày thì cái chuyện này nó làm cho cái tâm lý con người nó biến đổi một cách dễ sợ. Và từ đó thì phải nói rằng nó cái đồng hồ sinh học nó bị rối loạn, mà nó gây những cái hậu quả mà phải nói là rất là khủng khiếp. Cho nên qua cái việc này đó thì một mặt thì ông tiến sĩ Anthony Fauci ông nói rằng mình nên cố gắng để vượt qua. Một mặt chính phủ thì đang cố gắng làm hết sức để mà cái COVID-19 này nó ra đi càng sớm càng tốt bằng cách là tiêm chủng vaccine vân vân. Còn những cái còn quốc hội thì dù đã muộn màng nhưng mà cái package cố gắng thông qua để gửi đến những cái business còn cứu vãn được thì cứu vãn, chứ rồi còn mọi chuyện nó qua cơn bệnh rồi sau đó mới tính sau. Thậm chí có những cái nhà viết sách phân tích về cái dịch bệnh này cũng giống như và những cái tình hình rối loạn xã hội, họ nói nhiều khi tới 30 năm nữa những cái hậu quả của chuyện này để lại cũng còn kéo dài 30 năm sau nữa, chứ không phải là chỉ là 1-2 năm rồi nó hết. Cho nên quý vị thấy đây là một cái điều mà rất là khủng khiếp. Ngày nào cũng có những cái bản cập nhật về COVID-19, cho nên anh đi phải gửi cho đến cho quý vị như vậy. Một cái chuyện mà quý vị đã nghe tới cái chuyện mà gian lận bầu cử. Ông Trump thì ông cứ bên với lại những người mà ủng hộ ông Trump thì cho rằng cái cuộc bầu cử vừa qua đó 2020 này đó 2020 này thì có nhiều cái sự gian lận trong đó. Thì hôm qua anh đi đã nói chuyện với quý vị về với vấn đề mà ông ngoại ông William Barr, tức là ông mà bên Bộ trưởng Tư pháp đó, thì ông này ông nói thẳng nó không có đủ những cái bằng chứng để mà truy tố hay là chỉ định một cái công tố viên đặc biệt. Cho nên nhưng mà bên ông Trump vẫn tiếp tục muốn những cái điều này, thì có thể rằng bên ông Trump sẽ chỉ định hay là bổ nhiệm bà Sidney Powell để bà làm một công tố viên đặc biệt để điều tra cái vụ mà gian lận bầu cử. Nhưng mà quý vị biết đó, khi nếu mà mình không có chỉ định một cái người công tố viên đặc biệt để mà điều tra cái vụ gian lận bầu cử này, thì khi mà ông tổng thống Biden nếu ông đắc cử thì ông lên ông nhậm chức xong thì ông có thể can thiệp vào cái chuyện này và ông có thể dẹp bỏ cái chuyện này đi bởi vì nó thiếu bằng chứng. Nhưng mà một khi đã có cái công tố viên đặc biệt rồi thì ông Trump ông đã đề cử rồi đó, thì đã chỉ định rồi, thì lúc đó đã bắt tay vô làm việc, thì lúc đó ông Biden cũng không làm gì được. Cái đó là theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy ông Trump ông muốn là bà Sidney Powell này làm công tố viên đặc biệt để mà điều tra, tiếp tục điều tra. Tức là ông Trump giờ này vẫn chưa có chịu nhận thua. Thì cũng liên quan tới vấn đề mà gian lận bầu cử đó, thì ông Trump ổng cũng khiếu nại rồi ổng ổng bắt đó là tiểu bang mà Pennsylvania đó là phải kiểm lại phiếu bầu rồi phải coi có vấn đề gian lận bầu cử không. Thì hôm nọ tới giờ thì cũng đã điều tra cũng đã khá lâu rồi mà chưa có thấy cái kết quả nào. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì anh đi đọc được một cái bản tin. Cái bản tin cho biết là chỉ có một, sau khi họ điều tra xong, họ nói rằng chỉ có một vụ gian lận bầu cử duy nhất ở tại tiểu bang Pennsylvania. Cái người mà gian lận bầu cử đó là cái ông Bruce Bartman. Ông này 70 tuổi. Thì ông này bị truy tố vì đã lấy cái thông tin của cái người mẹ đã chết bỏ phiếu bầu cho ông Trump. Và một mà theo nguyên cái bản cáo trạng đó thì mới vừa đưa ra ngày 21 tháng 12 thì ông cũng công tố viên của quận hạt Delaware, ông Jack Stoltimer, ông nói là hồi tháng 8 thì cái ông Bartman này ông đã ghi danh cử tri cho hai người thân đã chết. Một là bà mẹ đẻ là bà Elizabeth Bartman và bà mẹ vợ ông cũng đã chết rồi là bà Elizabeth Wakeman. Thì ông mới lấy cái bốn cái số social của bà mẹ vợ ông Elizabeth Wayman, với lại cũng lấy cái bằng lái của bà này
mới ghi danh để mà bầu cử. Nhưng mà hình như là cái ủy ban bầu cử đó, họ đã điều tra về vấn đề này trước khi được bầu cử, cho nên đã nó đã không có có lọt qua được, cho nên họ không có gửi phiếu bầu về nhà, coi như ông đã mất đi một cái phiếu gian lận. Nhưng mà cái phiếu thứ hai của ông là lấy cái tên của bà mẹ đó, bà Elizabeth Bartman đó, thì bà này chết đã 10 năm rồi, nhưng mà ông vẫn dùng bốn cái số social cuối cùng, và đồng thời dùng cái bằng lái của bà này để mà ghi danh để mà bầu, thì cái vụ này bầu trót lọt. Thì ông lấy ông bầu, nhưng mà lại cái này gian lận, thay vì bầu cho ông Biden thì lại bầu cho ông Trump. Chính ông Trump cũng ra lệnh điều tra coi thử có gian lận lấy cái phiếu của ông bỏ qua cho ông Biden hay không. Nhưng mà cái này lại là cái người này lại gian lận dùng một phiếu của mẹ mình đã chết, và cố tình dùng một phiếu của mẹ vợ mình đã chết để bầu cho ông Trump. Cho nên khi cái vụ này đó, nó được điều tra ra ngày hôm nay đó, thì không biết ông Trump cũng nghĩ gì. Nhưng mà cái giới mà luôn luôn nói rằng không có đủ bằng chứng để mà chỉ định công tố viên đặc biệt để mà điều tra tiếp những cái vụ mà gian lận bầu cử này đó, thì người ta có vẻ như những người chống lại cái việc này thì có vẻ như hả hê đó. Cuối cùng mới là chính cái ông công tố viên của quận hạt Delaware này đó, thì cuối cùng ông mới nói rằng đây là trường hợp duy nhất của quận hạt của chúng tôi. Trong từ năm 2 cái theo mà cái số liệu được đưa ra đó bởi cái quỹ di sản mà cung cấp cho thấy đó là chỉ có 193 trường hợp từ năm 2000 tới năm 2020, và quận hạt của chúng tôi có ông này là một người duy nhất thôi, tức là 50 tiểu bang chỉ có 193 vụ từ năm 2000 tới năm 2020. Và năm 2020 thì hiện tại tiểu bang Virginia chỉ có một ông Bruce Bartman này bị truy tố vì đã gian lận bầu cử, tức là lấy cái danh tính của mẹ mình đi ghi danh và cuối cùng bầu cho ông Trump. Cho nên nếu ông này đó mà ông này thì hiện tại đang được tại ngoại hầu tra với $100,000, nhưng mà nếu mà ông này bị kết tội á mà gian lận bầu cử như thế này thì ông có thể bị tù tới 19 năm được. Cho nên quý vị thấy một lần nữa đó thì qua cái bản tin này thì mình tóm lược lại hơn một tháng qua rồi thì ông Trump ổng đã thực hiện hơn khoảng 40 vụ kiện ở nhiều tiểu bang để mà cố gắng làm sao mà lật ngược lại cái kết quả bầu cử, nhưng mà cho tới giờ phút này ổng chưa giành được một chiến thắng nào. Và cho tới ngày hôm nay thì quý vị thấy chỉ có một vụ gian lận bầu cử được đưa ra mà cho thấy chính thức có điều tra, có truy tố, có tại ngoại hầu tra, thì đó là cái ông Bruce Bartman. Nhưng mà người này lại là người bầu cho ông Trump chứ không phải bầu cho ông Biden. Còn một cái vụ mà khác nữa đó là quý vị biết hôm qua Andy cũng có đưa cho quý vị cái bản tin, tức là những cái bản tin mà ủng hộ những cái hãng truyền hình đó hay những tờ báo mà ủng hộ ông Trump trước đây đó, chẳng hạn như Đài Fox chẳng hạn, hay là Newsmax, là những cái công ty mà truyền thông này đó họ ủng hộ ông Trump. Thì ngay cả cái điều gì nếu mà nói tới Đài Fox, nói tới Newsmax là luôn luôn nói tới cái việc mà người ta đứng bên phía của ông Trump, để mà người ta bất cứ một bản tin nào, nếu quý vị đọc của hay là nghe Newsmax hay là nghe Fox nói, thì quý vị biết bản tin đó nói về cho đảng Cộng Hòa và đặc biệt nói cho ông Trump. Thì khi quý vị nhớ rằng khi mà cái vụ mà nói là gian lận bầu cử đó, thì chính cái hãng Fox và cái hãng Newsmax này đó là hai cái hãng đứng ra cáo giác là cái hãng mà Smartmatic và cái hãng mà Dominion đó, Vote System đó, là hai cái hãng này đó là chế ra những cái máy kiểm phiếu đó. Thì theo những cái thuyết âm mưu hay là những cái tin đồn như hôm qua anh đi nói với quý vị đó, là chính cả cái ông mà cái ông tướng mà đã từng ở tù rồi ông Trump ổng ân xá cho đó, thì rồi ông luật sư Giuliani của ông Trump, thì những người này đó, hay là bà Sidney Powell hay là ông Flynn là đều muốn tịch thu những cái máy kiểm phiếu này rồi về mới kiểm tra lại hết, rồi để mà coi thử có tình trạng gian lận gì không.
dựa trên những cái cáo buộc gian lận đó là của cái đài Newsmax và đài Fox vân vân và một số những cái cơ quan báo chí khác nữa. Nhưng mà ngày hôm nay đó, Newsmax và kể cả đài Fox sợ bị kiện, bởi vì càng ngày thấy cái tình hình mà bên ông Biden đó, dần dần có vẻ như được công nhận và thắng thế và thấy những cái cửa cuối cùng để mà có thể lật lại được thế cờ của ông Trump đó thì nó khó, mà cái bản thân những cái công ty truyền thông của mình lo sợ bị kiện, cho nên họ quay ngoắt lại 180 độ. Họ nói thẳng là cái Smartmatic, cái Dominion này, Vote System này không có bằng chứng gì cho thấy là những cái công ty này chế tạo những cái máy kiểm phiếu là gian lận cả. Cho nên trước đây thì họ nói một cách rõ ràng và đâu đó rằng là, xin lỗi quý vị, là hai cái công ty này là hai công ty là gian lận chế tạo những máy móc như thế này. Thậm chí có những cái bản tin mà nói rằng là những cái công ty này đó là những công ty nó own bởi Smartmatic hay là Dominion, là own bởi Venezuela hay là bên những quốc gia khác, hay là những cái máy này nó nằm ở bên Đức vân vân, rồi có những cái cuộc đột kích vô tịch thu những cái máy này rồi, nhưng mà cuối cùng những cái hãng này là cái hãng của Mỹ, họ chỉ có chi nhánh ở nước ngoài thôi chứ không phải những cái hãng này là những cái hãng của nước ngoài mà làm những cái máy vốt này cho Mỹ. Cho nên cuối cùng ngày hôm nay họ đứng ra họ lại xoay ngược đổ lại, họ nói như vậy. Cho nên khi mà họ cảm thấy rằng họ sắp sửa bị dính dáng tới cái vấn đề kiện tụng mà có thể là phải hầu tòa thế này thế nọ, thì quý vị thấy gió chiều nào thì họ xoay theo chiều đó. Và còn tiền còn bạc thì còn bạn bè, mà hết tiền hết bạc thì hết cha ông. Quý vị thấy bây giờ không còn thế lực để nương theo nữa, cho nên họ phải quay ngoắt lại và đều họ lại lập ra một cái chương trình để cho chính những cái người mà trước đây á, nói ngược thì bây giờ nói xuôi lại. Họ cũng lên họ lại bình luận, cũng chính miệng họ trước đây nói là Smartmatic, Dominion, Vote System là gian dối, là gian lận vân vân. Bây giờ thì lại nói những cái công ty này là không có gian lận, không gian dối những công ty này hiện tại ở Mỹ chứ không phải là ở đâu thế này thế nọ thế kia. Giống như là tách rời ra khỏi ông Trump, tách rời ra đảng Cộng Hòa. Cho nên qua đây đó, cho nên quý vị thấy rằng một lần nữa giống như là một cái đòn nó chí mạng mà nó giáng xuống cuối cùng như vậy. Không biết là những công ty này nếu bị truy tố thì họ có thể chạy khỏi cái chuyện mà họ đã làm bậy như trước hay không, đã nói cái sai tin tức như vậy hay không. Nhưng mà hiện tại thì họ đang phủi tay, họ đang xoay mặt bỏ đi. Đó là cái bản tin mà Max, New Max với lại Fox. Còn một cái nhà truyền giáo, ông mục sư mà Pat Robertson, thì chắc quý vị biết là quý vị nếu mà biết xem tin tức đó, nếu quý vị không phải là người đạo Tin Lành, đôi khi quý vị lướt qua trên TV đó thì quý vị thấy ông mục sư Pat Robertson này, ông giảng đạo ở trên TV. Ông có một cái kênh giảng đạo của ông là cái kênh mà 700 Club, có khoảng 1 triệu người nghe ông giảng đạo, xem ông giảng đạo mỗi ngày. Thì ông này có ảnh hưởng rất là lớn đối với công chúng, mà đã rất là nhiều năm ông đã giảng đạo như vậy. Thì ông mục sư này đó, ông đã nói rằng ông Biden đã thắng rồi, ông Trump nên nhận thua và đừng có nghĩ đến cái chuyện mà ra ứng cử năm 2024 nữa. Khi mà được hỏi, khi mà được phỏng vấn thì quý vị biết là ông mục sư Pat Robertson này đấy, thì ông nhà truyền giáo này, ông là cái người trước đây rất ủng hộ đảng Cộng Hòa và ủng hộ đặc biệt cho ông Trump. Nhưng mà về sau này càng ngày ông lại càng cảm thấy rằng ông không nói nhiều về ông Trump nữa, từ ngày ông nói giảm bớt đi. Và ai hỏi cái gì thì ông cũng gạt phát qua, ông không có muốn nói gì về ông Trump nữa. Nhưng mà lần này đã tới lúc ông phải chính thức lên tiếng. Thì mà khi được hỏi đó thì là ông Trump có nên ra bầu cử ra để mà ứng cử năm 2024 không, thì ông trả lời một cách dứt khoát đó lại là một lỗi lầm lớn nữa của ông Trump. Bà Nikki Haley là cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc của Hoa Kỳ có nhiều cơ hội hơn, bà Nikki nên ra chứ ông Trump đừng nên ra nữa. Đó là một cái lỗi lầm lớn nếu ông Trump lại ra nữa.
Hỏi lý do tại sao? Thì ông mục sư Pat Robertson ông nói chắc có lẽ tất cả những đạo giáo hay là những công dân của Hoa Kỳ là cũng đã thấy cái ông Trump như thế nào. Ông ấy không có thể nào phủ nhận được những cái thành quả về kinh tế mà ông Trump làm được. Nhưng mà ông ta lại là một con người thất thường. Ông đuổi hết người này đến người kia, cãi cọ rồi sỉ nhục đủ mọi người và cứ thế mà tiếp tục mãi cho tới bây giờ. Cho nên theo cái kết luận của ông Pat Robertson đó, những cái nhà truyền giáo này nói do vậy, nói chung là xấu tốt lẫn lộn. Tôi nghĩ nên nói với Tổng thống Trump rằng ông đã có thời của mình và đến lúc ông phải ra đi. Cho nên quý vị thấy đây là cái lời của ông Robertson, mà mục sư Robertson, mà ông này rất có ảnh hưởng đối với dân chúng. Mà cái club 700 của ông là một ngày có tới 1 triệu người xem, thì đó là một cái số khán thính giả mà phải nói là khổng lồ. Mà một khi mà cái sự ảnh hưởng của một người mục sư đối với dân chúng của Hoa Kỳ như vậy, mà ông lên tiếng, ông nói và chỉ đích danh ông Trump, mà nói ông Trump là nên ra đi đi chứ đừng có ở lại nữa, cũng đừng nên ra ứng cửa nữa, cử nữa. Bà Nikki Haley bà xứng đáng hơn, nếu bà ra thì là bà có thể làm tốt cho đảng Cộng Hòa. Thì đó là chính cái lời của ông mục sư. Thì quý vị biết rằng cái chữ mà dành cho ông mục sư này đó, người ta gọi ông là televangelist, tức là ông là người chỉ truyền giáo trên TV thôi, mà có sự ảnh hưởng lớn tới như vậy và có uy tín lớn đối với dân chúng. Cho nên một lần nữa thì quý vị thấy rằng, không biết rằng ông Trump ổng nghĩ gì khi tất cả những cái người mà đã từng ủng hộ cho ông, mà những nhân vật có quyền, có thế, có ảnh hưởng đối với dân chúng của Hoa Kỳ bây giờ lần lượt bước từng bước khuyên ông Trump nên ra đi trong yên ắng, để mà chứ đừng tiếp tục làm thêm điều gì nữa. Là bởi vì cho tới những ngày cuối cùng, còn 6 tây tháng 1 tới đây, thì cái cuộc bỏ phiếu để mà bên những cái phiếu mà cử tri đoàn đó, và nếu mà một lần nữa đừng có thêm một cái sự gì gây phiền gì ở chỗ đây nữa, đừng có làm ồn ào lên nữa, để cho mọi việc cho nó yên tĩnh đi và ông Biden lên nhậm chức đi, còn mình thì lặng lẽ ra đi, nếu cần làm được gì cho đất nước Mỹ thì làm, chứ đừng làm ồn thêm nữa. Và hầu như là những ngày hôm nay thì nó vẫn không theo như những lời khuyên mà ở trong tòa Bạch Ốc, lúc nào cũng ông tướng Flynn, lúc nào cũng là bà Sidney Powell, rồi luật sư Giuliani, rồi một số những nhân vật mà coi như dầu hâu khác là cứ không có chấp nhận cái kết quả, và hầu như là đang cứ khuyên ông Trump, hay là nói một cách khác là xúi ông Trump làm những cái chuyện mà ra những cái đòn cuối cùng, vùng vẫy cuối cùng, để hy vọng là ngược lại thế cờ. Hoặc là tới cái ngày mà phải 20 tháng 1 phải để mà ông Biden ổng làm cái lễ nhậm chức, thì ít ra ổng nhậm chức không được thì tới lúc đó thì sẽ tính chuyện khác, tức là câu giờ. Cho nên đó là những cái câu chuyện liên quan đến bầu cử và gian lận bầu cử, và những người ủng hộ ông Trump bây giờ đã từ từ rời bỏ ông. Thì một cái bản tin cuối cùng ngày hôm nay anh đi gửi đến cho quý vị đọc thì cũng thấy nó có gì đó nó vui vui, nó là lạ. Để quý vị nghe bản tin này đi, rồi quý vị sẽ có cái nhận định riêng của mình. Tức là ở trên Facebook đó, thì có khoảng là 60.000 thành viên của Facebook. Họ kêu gọi khoảng được 350.000 người nữa. Và họ đang tập hợp nhiều hơn nữa và kêu gọi nhiều hơn nữa. Họ dự định tổ chức một cái buổi nhậm chức online vào ngày 20 tháng 1 lúc 12 giờ trưa cho ông Tổng thống Trump, cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Tổng thống Trump. Tức những người này á, là những người ủng hộ ông Trump. Cho nên họ, đương nhiên họ sẽ không có tổ chức ở ngoài trời được, họ không thể tập hợp được, họ không có địa điểm, thì bây giờ họ kêu gọi một cái buổi mà lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 cho ông Trump trên mạng. Với cái sự kêu gọi như vậy, cho nên họ đã công bố cho biết rằng họ không liên kết tới tất cả những bất kỳ cái tổ chức chính phủ nào. Nhưng mà họ cho biết rằng họ đã có trên 350.000 người và họ đã chuẩn bị để mà làm cái lễ nhậm chức cho ông Trump thì nhiệm kỳ 2. Thì
Quý vị biết là hai cái người mà đứng ra mà được cho tổ chức cái buổi lễ này là Alia Sami và AV Kolkhaluri, là hai người đó này là hai người trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump, và theo và thường xuyên họ xuất hiện trên các mạng tin tức thiên hữu như Once America News Network. Cho nên hai người này đó đang bây giờ đó thì họ họ đặt cho những người này cũng giống như đã có cái từ là thí dụ như Republican, là quý vị biết là đảng Cộng hòa. À, còn cái này đó thì họ đặt cho những người này là Re-Trump-lican, tức là những người ủng hộ của ông Trump. Cho như trước đây Andy đã phân tích cho quý vị là đảng Cộng hòa có cử tri của đảng Cộng hòa. Ông Trump có cử tri riêng của ông. Cho nên phải tách rời nó ra, chứ không thể nào mình nói rằng cử tri của Trump và đảng Cộng hòa là một. Cho nên là có cái chữ mà Re-Trump-lican chứ không phải là Republican. Cho nên thì còn cái trên cái Facebook thì họ nói làm sao? Họ nói rằng họ không có chịu trách nhiệm về cái việc mà những cái lời nói của những người này và cái sự kêu gọi của họ, đó là sự kêu tự do của họ, thì Facebook họ chỉ khuyến cáo những người này thôi, chứ họ không có thể nào họ họ dẹp những cái quyền tự do ngôn luận của những người người này được, hay là kêu gọi tổ chức biểu tình hay là hội họp hay này nọ được. Nhưng mà họ nói rằng họ không chịu trách nhiệm gì về vấn đề này. Và chính Facebook mới nói rằng Biden là tổng thống đắc cử. Cho nên là cái chuyện mà làm cái lễ nhậm chức cho Biden đó là đúng, còn chuyện mà làm cho ông Trump đó, thì chuyện này nó không đúng. Nhưng mà những người này thì họ vẫn tiếp tục, họ muốn rằng họ sẽ làm cho một buổi mà nó rầm rộ cho ông Tổng thống Trump. Cho nên không biết rằng sắp tới đây thì nó như thế nào. Theo nhiều cái nguồn tin đó thì Andy cũng đưa cho quý vị nhiều khung cảnh khác nhau rồi. Thì cho tới giờ phút này thì người ta nghĩ rằng là ông Trump sẽ rời tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tây tháng 1. Còn cái chuyện ông có ở lại dự buổi lễ hay không thì cái đó cũng tùy theo cái quyết định của ông Trump, với lại cái tính khí của ông Trump, đôi khi ông sẽ ở lại. Nhưng mà phần nhiều là ông sẽ không có mặt ở trong cái buổi lễ nhậm chức của ông Biden. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là sau khi mà ông Trump ông ra đi như vậy thì từ giờ chỉ còn có một số ngày nữa tới cái ngày ông Trump ông ra đi, thì không biết là ngoài những cái chuyện mà ông đưa ra những cái vấn đề phạt Trung Quốc hay là mấy công ty Trung Quốc vô cái blacklist, rồi ông lại đưa ra một cái quyết định cho chính phủ đưa ra, đó là từ giờ đổ đi mà xây cất những cái tòa nhà gì đó của 50 tiểu bang mà thuộc về về của chính phủ đó, thì phải xây cho nó đẹp, nó sang trọng mà theo cái phong cách cổ cổ điển Á Châu. Thì theo những nhà phân tích thì họ nói rằng cái điều này ông Trump lại muốn muốn để lại một cái kỷ niệm, một cái dấu ấn gì đó cho ổng sau khi ổng ra đi. Chứ còn cái chuyện đó có thực hiện được hay không thì là một chuyện khác nữa. Đó là những chuyện ông đang làm. Và cái chuyện cuối cùng là cái sự cố gắng để mà lật ngược lại cái kết quả bầu cử. Thì hiện tại bây giờ những cái cuộc họp liên tục ở tại tòa Bạch Ốc với những cái người thân cận nhất của ông Trump và chưa chịu đầu hàng, chưa chịu thua. Cho nên cuối cùng thì không biết rằng câu chuyện này nó đi tới đâu. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, chỉ có một số những tin tức ngắn gọn như vậy anh đi gửi đến cho quý vị. Anh đi xin chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị một ngày làm việc hạnh phúc, an lành. Xin chào.